Mình tên là Phạm Đức Hiếu, mình sinh năm 94, mình đang sống ở quận Bình Tân và hiện là mình đang là sinh viên trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Ngày hôm nay mình đến với chương trình là mình đọc rap một ca khúc mình tự viết trên nền nhạc Miro và mình hy vọng tiết một ngày sẽ gây ấn tượng. Ok, này đầu tiên cho phép anh gửi lời chào tới tất cả mọi người. Em xin trình bày một tác phẩm nhạc rap do em Rapbox và Eminem viết về cuộc sống. Em xin phép được bắt đầu vào. Những người đang đau hàng sofa vùi mình trong bóng tối không nói sự cô đơn, bạn khao khát tìm lối thoát dù vũ trụ nào vô tận ha. Khẽ nhỏ đôi mắt sau một đêm phủ kín tràn, ánh mắt khẽ khàng đôi chân nhẹ nhàng, đầy ác mộng luôn còn đó sự thật bé bàng. Bạn sợ hãi trước bình minh đầy tạm bạc, không để chạy nhìn thẳng đảm nhận tôi và bạn có thể cùng nhau xoa dịu nỗi đau, hòa mình và điệp khúc cảm nhận. Luôn xèo in the mill, diệt đầu mù mịt, the world need to better now và next go go. Don't get one shot, do not miss a chance to blow. Biết sao bởi tin in không, I see a night. Theo em thì cái gì khó nhất ở trong nhạc rap? Theo em là cái flow với ca từ. Sai. Với các phát âm. Rồi thế là xong rồi. Sai hết. Thế thảo nào em được ba cái đèn đỏ ngay từ phút đầu là đúng rồi đấy. Em theo đúng bộ môn, mày không biết cái quan trọng nhất của bộ môn đó. Mà cái đó thì hiện giờ em không có luôn đấy. Nó không có nhưng mà yếu, nó không có là tội nghiệp bạn. Em biết là cái gì không? Cho em nói lại một lần nữa. Rap quan trọng nhất là gì? Thành thái. Hả? Thành thái. Oh my goodness, no, it's not attitude, it's the beat. Đó là nhịp, 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 nhịp. Có thể đọc một bài do em tự viết là đọc chơi thôi, cho nó góp vui thôi được. Có được không ạ? Cho anh hỏi là vì lý do gì đi? Với mục đích gì? Theo em là đây chỉ là niềm vui, em đi thi thôi ạ. Ok, trình bày thử ngắn gọn nào. Ngồi này, cảm nhận từng phút, hiện tại, cảm nhận từng chút. Dường như mất điện, bóng giờ đồng này chút. Nhận thức mơ ảo, tưởng chừng hạnh phúc, đủ vui nó ai ngờ chỉ còn kiếp tò mò. Đường dẫn đến vùng đất chết của tình yêu, đúng với cái tề, miền kiếp vô bờ. Chào cho tinh hồn, những thể xác cho người, còn mọi chất pháp, hơi thở gấp gáp, đời chờ mất mát. Bước chân tình yêu tới cùng, thế mà. Em, anh nói nghe này nè cưng. Anh không biết mê nó hay không? Mà em mê nó, em phải nghiên cứu. Ha. Rap phải có nhịp. Cái thứ hai, phát âm phải cực kỳ rõ để người ta hiểu nói cái gì. Phát âm em cực kỳ có vấn đề. Cái thứ ba, câu chuyện trong rap là một câu chuyện phải có chất. Người ta nghe cái câu chuyện nó phải có nội dung rất là chất để người ta hiểu cái nội dung, nó nghe cái là hiểu liền. Còn em hiện nay nội dung của em cũng mập mờ, cái ca từ em không có được chất. Ba cái yếu tố đó cho anh phải đẩy ra một lời nói. Khuyên em chân thành là đam mê cho vui chứ đừng có xem nó là một nghề. Em phải có công việc chính của em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, xin chào anh. Cảm ơn em. Với mình thì rap chính là một niềm đam mê số một và nó khiến cái cuộc sống của mình nó trở nên tươi hơn, nó không còn nhàm chán như lúc trước. Theo mình nghĩ thì cái khả năng viết rap của mình là số một Việt Nam. Đón xem chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.